em cho ông hát đi, đúng nản. Trời ơi, cho ông hát cái gì, ông đem so sánh với tôi. Thôi được rồi kìa. Thấy rapper Châu vừa đọc hay không? Vừa so sánh với đồ lòng sô cô la. Tóc biến cũng mộ đời em. Em đã vô cái thế rồi. Em đã vô cái thế của anh rồi, làm sao em chạy được. Mày né hộ. Nó lấy bằng hai trước rồi. Thôi mình lùi nó lấy bằng hai trước. Mình sẽ quánh không lại nó. Thằng nào đi lùi vậy? Đấy, mày xả đam. Rồi, má tôi đi lên cạnh luôn. Má tôi đi lên cạnh chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Má tôi đi lên cạnh rồi. Hay lắm người ơi. Thôi đi về nè, đó. Con nước đá, à quên nước mắt, nữ thần rồi. Hai thằng quýnh này mày. Tao biết lên. Chơi mày luôn đó. Chạy á. Mày chạy á. Ôi, tính tao hết, tính tao hết. Nào rồi. Tính. Đúng rồi, tính đây. Tính. Tao tính tới cái đường nó phiêu ra nó lại đi giết mày luôn rồi. Nó im nãy giờ không cho mày gáy. Tao tính tới đường nó phiêu ra lên double kill là mày ngập mồm khỏi sủa à. Vậy đi mày. Đi với tôi tao. Thôi hãy mò thôi. Á đủ. Trời ơi, đủ ra luôn kìa. Một trăm rưỡi nha, thêm lời nha. Nè, tôi đóng băng được, thấy lời chưa? Có lời. Hai mạng hay bùa luôn chắc đó. Tôi kêu ra đi với gia thu mà hai mạng hay bùa mà nhầm nhỏ gì. Đấy là bài viết này đẩy rồi. Nè, bắt đầu nước em mình ăn thôi. Đó. Cứ an nghĩa là kia để mình đóng băng đi. Còn chơi game Liên Minh phải biết gì đó. Đóng băng là một cái nội tại gọi là thành tố cung nè. Dữ nhất. Thôi em giỡn đó. Trời ơi, chưa giúp nổi mày. Nửa cây rồi. Ai cho mày acid thằng Lee Sin? Hả? Ai cho mày acid? Bay cho trụ tao chết luôn. Nào giết được cũng giết. Hai bồ Châu ơi, Châu cầm gì vậy Châu? Anh cầm Adriel, anh gánh hết. Gánh cái gì Châu ơi, mà nhìn nè Châu ơi. Châu ơi, nhìn nè Châu ơi. Nó hai bồ Châu ơi. An enemy has been slain. Châu ơi, mày nó tanh quá Châu ơi, nó ra mày kìa Châu ơi. Phiêu ra ơi. Nói về mẹ cái thế giỏ chắp đó, chắp mà hai bùa đó, giữ hai bùa đó đi. Người la ơi. Tôi chết với người liền hồi. Người cho phiêu ra là biết rồi, hấp bùa rồi rồi xong. Để thấy cái này là ra. Rồi, chết queo luôn rồi, chết là suy ra xong rồi. No time to waste. Đánh da xu là phải biết múa nè, không lướt nhẹ vô cái lướt ra. Rồi lướt nhẹ vô cái nữa. Ăn hái chủ đó là chuyện bình thường. Ra tự mấy cái giật cái ta. Nhưng mình đi lại. Mấy châu đều yếu thì mấy châu đều mấy thì chứ bạn bè vậy không nói. Mấy châu đều yếu quá rồi lắc. Múa cái gì? Múa cái quần què gì?
Cái gì mà có anh em là bây giờ anh em cho coi chơi tôi hay là con gái cái gì lắm không lâu lâu vậy tôi thấy gái hoài nhạc quá rồi muốn anh em nói rồi này chỉ mẹ nhờ gái vô con view này kia cái gì kiểu gì anh em cũng nói được tôi đọc comment thì chịu lắm thì rõ ràng là như vậy mà thì rõ ràng là như vậy mà thì rõ ràng là như vậy. Cái gì tôi cũng làm là anh em kêu cái gì tôi làm mà anh em cũng muốn không anh em kêu thuê đi cũng từ anh em mà ra xong cái anh em nói tôi là lợi dụng anh em khó chịu lắm tôi là con người gọi là đậu hết lòng hết dạ thì mà cho mọi người vui thôi mẹ con người gọi là đụ mẹ là sao hết lòng hết dạ tự nhiên con người gọi là đụ mẹ làm cho anh em vui cứ phải đụ mẹ mới là con người à em mẹ mày đi đó cái con người gì mày mất dạy vô văn hóa mày trời ơi nói gì mấy ca thì mẹ gia su từ lúc mơ phải gia thu này tức này anh mất gia thu chưa tới bao giờ gọi là hai chữ thất bại người ta đặt cho anh cái tên gọi là đông hương thất bại và cái tên đông hương thất bại này từ đó nó sinh ra và cái món kiếm mổ di truyền mà anh để lại cho đời đó là luôn luôn thất bại luôn thất bại tức tà nó kiếm á đủ ôi thêm vô ly xin nữa kìa bắn cái quy chế chúng mà hai like luôn á quy để mà chúng là hai con mở nó like luôn á tiêu đề gì tiêu đề để anh hỏi tôi coi lại coi tại tôi không có clip nữa tại tôi cũng không có clip tôi không biết để cho mấy người khác clip tôi có thời gian đâu dép anh chấp thật cái chỗ tôi nhờ edit rồi cắt clip rồi up lại thôi chứ tôi đâu coi để ngồi tôi coi lại nếu mà đặt chủ đề hơi kỳ quá thì tôi sẽ xóa tôi sẽ kêu nó xóa nói chung là chủ đề tôi muốn xúc phạm ai hết trơn á để ngồi tôi coi lên nó đặt chủ đề gì bây giờ đang trong game anh chỉnh sao nó không chụp hình màu xanh tôi biết đâu bấm phục hồi mặc định thôi nè bấm phím nóng rồi còn định hết rồi đưa ra đâu ra BK nè là đứng cho mày đánh luôn đó ai da em sai rồi em sai rồi này này tao đứng cho mày đánh luôn đó để tao chết luôn đó để tao đứng cho mày đánh rồi tao chết ủ má đồ này nó có thiếu đốt rồi nó còn thiếu đốt luôn à nãy giờ mình nghĩ nó không có thiếu đốt mình nghĩ không có thiếu đốt thì lấy liền thì mới chơi được rồi rồi nha chết mẹ chết mẹ trời ơi gì anh ơi ơi trời ơi BK đó nè cái đó gọi là BK đó nè luôn quá bình thường mày thấy BK chưa quá sức bình thường ghét quá ngu gặp thằng Châu mà nó làm sao mà làm được như hai như vậy ê con xe nữa ơi con xe vỗ tay tôi quá đẹp rồi tôi quá bởi vì có tay của tiêu là đủ vỗ tay cái nó chọt nè. Nó không chạy không được nhiều lên.
mình lỗi là mình lắp cái mình chặt tường nó tròn lại, nó không gây tròn rồi. Dạ. Thì ta ghét tụng nữa kìa. Yêu ra, đóng là ghét tụng 3 level. Nó hơi theo cái ba đầu nhưng mà thành đâu ra chép lên cái mình bê cao. Đẹp luôn. Đôi khi nó những cái pha highlight nó chỉ nằm ở mà những cái fail rồi nó tâm ra thành highlight đó không. Lướt lên cái, lướt về cái, chọn qua cái, lát hit cho em cái. Né hộ nha. Nè, lên ăn con tiếp nào. Ăn con tiếp nào. Này thì lụm tiền. Ngùm ngọt ngào. Từ lâu trong thiên hạ đã xuất hiện một môn võ mà từ xưa nó gọi là bá chủ võ lâm, là cái môn võ bốn phương thần công. Trong thiên kiếm này nó gọi là tịch tà kiếm hổ, đó là phải cắt cường. Quá cụ tê rồi, găng tay rồi này, bớt anh chết họ cắt. Trời ơi, không biết quá ngu si. Ngu con mẹ mày còn có chập tắt chụp áo hai thằng. Giờ phải tao quá đấy, tao cân hai thằng rồi. Còn chưa kèm tích lóc nữa. Đéo có một con riếp nào đến lúc. Yếu. Đây gặp đây. Thôi mẹ, giờ anh em mình nói với nhau nhiều quá rồi. Nhờ nói nhiều mất hay đó. Thì mình ra đội mình quyết tâm. Mình cái đồ nó chơi gia thu. Mà hai thằng cũng gia thu. Trong cái đùa. Đùa từ bên nhà mày chạy qua bên nhà tao. Mày ba cái quần què gì. Mày sẽ ba cái quần què vậy đây. Hả? Bố mày găng. Bố mày găng tay băng giá rồi đó, cho mày spam thoải mái. 140 giá rồi đó, bắn đi. Đúng một kêu. Siêu nhiều đấy. Siêu nhiều đấy. Rồi ông Phiola này ông chạy hậu nha, mang bài xe rồi ông. Rồi. Tôi đánh mà ghét ly sim mà tôi đứng tôi tanh với nó luôn. Chơi gì? Đến nè. 3 2 1 rồi ông chết rồi. Đó ông rồi. Đâu? Đâu? Chết đâu? Chết đâu? Ba cho ông nó. Tội nghiệp bạn. Tội nghiệp bạn mày. Đang ngồi hóng sao nó chết? Gặp phải tao là quả nó chết từ mà chưa kịp chạy ra khỏi lính rồi. Sao? Có thấy con Jet nó làm gì không? Cái Jet nó đứng yên tao solo với nó luôn đấy. Nó làm gì tao không? Gọi là đứng yên solo với Jet, đứng yên solo với Lee Sin lên. Chắc phải chạy đi đâu hết. Quá này mình spam nước mắt giữ thần lắm mà ta. Sao tích lâu quá vậy? Nè, qua đây nó cắm quần ở đó rồi, nó sẽ thấy mình ở đây. Nghe, nó không thấy mình ở đây nữa, nó sẽ lên cái bao các bạn. Giờ tôi sẽ lướt clip, tôi giết nó. Ây da, nó cắm con mắt xong cái nó đi luôn kìa mẹ nó. Á đù. Cái gì vậy? Á đù. Trời ơi, mua đi bay bon ram có đủ 50 rồi. Xong cái năm thằng nó giết tôi luôn, sai kịch bản của mẹ nó rồi.
Tại sao lại như vậy? Phá tới nhà rồi mấy đứa. Về đét lên mấy đứa. Chơi Yasuo này ảo tưởng một cái nắm tó vang. Cái con người thích chơi Yasuo nó lại như vậy. Từ tôi là ảo tưởng là chắc là ảo tưởng. Bích Yasuo là đã ảo tưởng rồi. Là con người chơi thích kỹ năng. Thì các bạn xác nhận đi cái điều đó này. Bạn nào mà tham Bích Yasuo thì cũng vậy thôi. Đừng có nói gì ai hết trơn á. Đó, thấy không? Yasuo là phải lướt. Yasuo không lướt người ta coi mình ra gì. Đó, Yasuo là phải lướt. Lướt để làm gì? Lướt để giết người. Mày lướt ở đây, mày lướt ở đây, bay vô đây. Có tình thường cho ngày trao ăn đấy, chứ phải là mà mày biết như không biết mình đứt đâu, con kia người bình thường. Nói nè, lên BK chứ Z nhẹ em cái này. Tự Z, trời này mấy cái điều đen. Điều đen với cụ giả kiếp. Z ra đây. Ở đây em. Trời, đá luôn. Không thảo 7. Em thảo 7 liền. Oh, để anh về anh lên cái kiếm cái. Người đang đi xa sao? Bây giờ con cóc này sẽ làm đâu để chụp kiếm được. Giời ơi, không kịp bắn cái quy ra. Không kịp bắn cái quy ra lần kìa. Đó, mua thêm cái nước mắt nữa. Trời ơi, lên đây. Giờ là tha hồn. Em một pha Penta kêu. Trời ơi. Châu ơi, chuẩn bị Penta kêu là cho. Ừ, Penta. Xong rồi chưa kịp giết thằng chết. Còn nguyên thằng Penta. Còn nguyên 5 thằng để Penta. Mày thấy không? Nó chạy mà nó không nhìn lại đâu, thấy không châu? Quá yếu. Mẹ nó tấm biến rồi, nó ba nó còn mà nó tấm biến chạy nó tấm biến rồi. Quá yếu. Rồi cảm ơn bạn và thu chạp nha. Châu Vũ thi cầm hai tăng hành BOT đi thi. Hai tăng boss gì hết ngon rồi. Cái đồ kia nó nép mẹ. Nhưng mà chơi vẫn được. Có bạn con Z thì chết hay không? Tôi nói là không. Quá dữ. Nhìn nó biết không. Mà đón. Cái gì gọi là cái ép? Cái gì cái ép? Mẹ nữa. Wow. Cần mày lại mà tao đang dụ để tao cần 4 thằng mà tự nhiên lại làm gì? Thử 4 thằng gì thôi, tao có giết hết đâu. Thứ cùng bóc. Gì đây? Đủ. Phí 2 tiêu luôn. Ok. Phí 2 tiêu luôn. Đừng nói câu thiết ác đéo trả lời.
thậm chí là nếu trả lời răng gì giờ lên cái gì ta? Trả lời ban luôn, ban luôn, nói câu nào nó ban luôn á. Riêng mình riêng là để vui vẻ, mình nó không, các bạn thấy riêng mình không có tiếc cái gì hết trơn, các bạn vui nổi, bạn vui rồi cho sáu trăm vui được. Còn nói chuyện mà cái kiểu mà khinh người á, hay là thứ nhất là nói tôi khinh gì á thì đó, hay là cái kiểu mà gì đó thì bye. Không đau quá, 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 gì? Gì đâu? Ủa thằng gì giống như kiểu không tham gia trong nữa ta. Bây giờ để cho các bạn thể hiện anh em. Gì giống như kiểu nó không quan tâm chiến sự luôn rồi. Mạng chạy thẳng vào mặt đó mà nó không ăn luôn rồi. Đây lấy bây giờ không được chạy. Nóng luôn rồi đó. Nóng luôn nó sẽ nổi tiền nên thì hứng cái ulti vào một cái thù của tôi trong cái này cũng nhiều. Mốt là xuống mk 11 này thằng chó dép này, bay dép bay thằng Lee Sin này đậu tí á chết á. Đẹp hết lít này. Mấy bạn yếu quá, có thằng Yasuo của bóp đấy thì chứ. Quá yếu. Ulti thì không có mày đặt múa. Rồi sao? Mày đặt cái lồn gì? Nó bắn hiểm thật chứ. Chuyện có gạt gì? Xấu hổ quá. Xấu hổ quá. Lên gì nữa ta? Bà mẹ đây nè. Lên chi cho nó mệt. Ôi. Ủa mày lên thì mày tăng luôn, tim bắn. Ôi, 4k mana rồi, tí bật cái này lên cái là má nhìn không ra luôn. Tôi đang thích cái này. Mẹ chưa muốn lên vô danh mà bọn này nó bố láo quá. Để lên gươm. Lên gươm còn hút máu đánh thì bác quá. Lướt lên. Hey. Rồi chạy hậu luôn.
Nước gì? Ủa đéo nước gì hả? Đồ không có làm chạy đâu? Đá đi, đi đá kia đi. Chạy nè, chạy nè. Chạy nè, chạy đâu? Chạy đâu? Chạy à? Sao mà chạy được? Đừng ra đâu đây. Mày về được con cạc này. Về đánh tao xong rồi về. Nó liều. Chưa tích được cái quyền trượng đó. Đánh mà tích quyền trượng lâu quá. Đánh cái kiểu kiếm thần, đánh theo cái kiểu mà kiểu là thần kiếm với lại quỳnh dưỡng tích lâu mất thời gian luôn, chỉ câu lây đánh phải 30 phút mới được, lúc nào phải ba ít cũng phải 30 phút. Em ơi đâu rồi, làm sao ta có đôi, em ơi em đâu rồi. Mày thử làm con ra 20 mấy gam mana coi thiệt. Mũ giọng quá nhiều vô. Cái gì? Rồi xong rồi xong lên mũ 1 tỷ. Nhìn nó mất nhiều vô rồi sao lên? Để ta lên được tính gì? Thì mày lên đi. Nhưng mà tao lên được tính gì? Thì mày cứ lên đi.